Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa hai kỳ thủ Hoàng Hải Lâm và Lý Học, vòng 1 giáp cấp liên tái Thiên Thiên Tượng kỳ 2019.
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Đến đây Lý Học đành buông cờ nhận thua, nếu đi tiếp sẽ như sau. Trận cờ đến đây là hết, mời các bạn đăng ký, like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.